Hôm nay lên ngay cho anh em một bộ đồ siêu hiệu của đường dưới, đó là anh thợ lặn nuôi chó hư không. Khác với kèo Exciter trộm chó, kèo này là kèo nuôi chó. Chó càng béo thì thằng chủ càng được nhờ. Combo này rất đơn giản, anh thợ lặn kèo chúng, bôi thêm mỏ len giữ chân, chó hư không dậm quận chúng, xong rồi phần thưởng xứng đáng cho chủ trò đáng yêu này thôi. Dễ đúng không anh em? Một điều rất quan trọng, thằng chủ chó phải khôn, có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, kéo phải chúng, kéo đều chúng thì con chó chết đói. Xem anh thợ lặn kéo mà nướng. Đây là phép bổ trợ cho anh em chơi, có thể bao lại để xem cho rõ nhé. Một số đồ khuyên dùng cho chó. Một số đồ khuyên dùng cho anh thợ lặn. Nhớ một điều khi chơi các kèo là anh em phải cắm mắt đầy đủ. Chim bé thì lên level 3 rồi đánh, chứ mới level 1 trao đổi chiêu thức chỉ có ăn lồn thôi. Anh em thưởng thức mấy anh Trung Hoa đánh mà học hỏi nhé. Anh thợ lặn kinh nghiệm như thằng trong video là được. Kèo này khá ông sở kê, rất thích hợp răng sắt đến răng bạch kim. Anh em mang vào răng cò đánh ốc bùi thì đừng quay lại bảo tôi xối ngu nhé.